Manchester United đã kết thúc giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay ở vị trí thứ 6, một thành tích rất đáng quên với huấn luyện viên Jose Mourinho. Tuy nhiên, ông sẽ khiến cho điều này nhanh chóng bị lãng quên nếu giúp câu lạc bộ Manchester United đăng quang giải bóng đá UEFA Europa League mùa giải năm nay. Và trước trận đấu quan trọng sắp diễn ra thì thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho còn nhận được sự động viên tinh thần rất lớn từ một nhân vật rất đặc biệt. Tôi nghĩ Manchester United đã làm rất tốt ở mùa giải năm nay. Đáng lẽ, đội bóng phải xếp ở vị trí cao hơn vào cuối mùa. Hy vọng, ở mùa giải tới, chúng tôi sẽ khởi đầu bằng những chiến thắng. Vì tôi dám chắc Mourinho cũng đang rất mong muốn điều này. Hiện bản thân tôi vẫn đang cố gắng hỗ trợ đội bóng nhiều nhất có thể và tôi luôn hy vọng có thể tiếp tục đồng hành với Manchester United ở trận đấu cuối cùng này. Cả hai đội bóng này đều chiếm những vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi. Manchester United đang có một mùa giải khó khăn, họ cần phải giành chiến thắng trước Ajax. Tuy nhiên, tôi sẽ ủng hộ Ajax và chờ đợi vào chiến thắng của họ.